Bây giờ chúng ta xem coi giữa giãn và dài có khác nhau không ạ? Giãn và dài khác là giống ạ. Bao nhiêu người đã giãn rồi? Đứng lên để giãn rồi. Giãn rồi. Rồi bao nhiêu người đã dạy rồi? Có mình thầy Sương dạy. Dạy là dạy tính lý. Tính lý cơ bản hay là dạy bất cứ cái gì cũng là dạy. Như vậy thì khác nhau giữa giảng và dạy là ở chỗ nào? Có một người ta ví von như thế này là giảng là lập nền, dạy là xây lên. Đó là cái cách người ta ví von. Nhưng mà cái thực tế thì sứ đồ Phao-lô nói về vấn đề cái sự dạy dỗ như thế sao? Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3. Từ câu câu số 6. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, anh ấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Phao-lô đưa ra một cái hình ảnh, đó là một người trồng và một người tưới. Nếu như cái người trồng cái cây xuống mà cái cây nó bắt đầu nó bám rễ, nhưng mà nếu không chăm sóc, không tưới thì cái cây nó chết. Và hoặc là nếu như không có ai trồng thì lấy cái gì để mà tưới? Cho nên cái người trồng và kẻ tưới đều bằng nhau. Và người trồng kẻ tưới đều không ra gì. Có nghĩa là cho dẫu chúng ta có cố gắng được chỗ nào, nếu như Đức Chúa Trời không ban cho cái hạt giống đó cái khả năng để lớn lên, thì cái người trồng và người tưới cũng như không. Phải không ạ? Chúng ta lấy một cái cây, cái hoa giả đi, chúng ta để đây. Rồi chúng ta cái người cắm vô rồi cái người tưới, thì chúng ta nghĩ cái hoa giả nó có lên không? Nó có tươi không? Tại vì nó không có khả năng, không có sự sống ở bên trong. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng cái người trồng kẻ tưới đều không ra gì. Nhưng mà người trồng kẻ tưới đó thì đi nhận phần thưởng riêng của mình. Ai cũng có phần thưởng riêng. Điều này để rồi chúng ta không có một cái sự gọi là ganh đua trong cái lĩnh vực hầu việc Chúa. Không có tranh giành, không có tranh cạnh trong vấn đề hầu việc Chúa. Nhưng mà mỗi một người được gọi vào trong cái chức vụ nào, cái công việc nào, thì chúng ta cứ trung tín trong công việc đó, rồi Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em thêm ơn để anh em có thể tiếp tục phục vụ nữa. Nhiều người không hiểu điều này, bắt đầu khi giảng á, thấy cái người này được giảng được ơn tí, họ khen người này, bắt đầu chê người kia một cách thâm tệ. Không, mỗi một người đều có cái ơn mà Chúa cho. Tôi lấy một cái ví dụ trước khi chúng ta đi sâu hơn ở chỗ này. Khi mà Saul gặp Chúa thì Chúa sai ai đến để cầu nguyện cho Saul được đầy Thánh Linh? Khi mà Saul gặp Chúa thì Chúa sai Anania. Cái ông Anania này đó, ông không có một cái tiếng tăm nào, không có nổi tiếng gì ở đây khu này hết. Trong thời điểm này ai người nổi tiếng? Phi-rơ nè, phải không ạ? Rồi ai nữa? Giăng nè. Hay nói cách khác là các sứ đồ, phải không ạ? Nhưng mà Chúa kêu Anania này, bây giờ đến đây cầu nguyện cho một người tên là Saul này để được sáng mắt và được đầy Thánh Linh. Như vậy tại sao Chúa không kêu ông Phi-rơ, không kêu ông Giăng? Nếu chúng ta là Giăng là vậy rơ, chúng ta sẽ nói gì sao? Sao Chúa lại gọi cái người vô danh tiểu tốt đó, cái người mới học IVBI mà chưa tốt nghiệp đó, đúng không ạ? Nhưng mà Chúa lại dùng Anania. Sao nó kinh thánh không có nhắc lại Anania nữa? Một lần duy nhất được xướng tên, và Anania đã cầu nguyện cho Saul để được đầy Thánh Linh. Rồi sau đó chúng ta thấy cái kết quả của Anania và kết quả của Saul này, ai là kết quả lớn nhất?
Sao lời? Ai được phần thưởng? Ai đi được phần thưởng? Sao lời được phần thưởng không? Được phần thưởng. À, rồi sau đó một thời gian thì Phi-e-rơ bắt đầu chăm sóc Sao lời. Thì Phi-e-rơ giai đoạn đó là của Phi-e-rơ. Rồi đến bắt đầu Ba-na-ba. Cho nên chúng ta đừng bao giờ có một cái sự tranh cạnh, ganh đua trong sự hầu việc Chúa hay là giảng dạy. Nếu ai đó giảng dạy được ơn, chúng ta hãy cầu nguyện cho người đó để chúng ta được Chúa cũng ban cái ơn như người đó cho chúng ta. Ai tiếp người công chính thì sao ạ? Được gì ạ? Phần thưởng của người công chính. Ai đứng chính thủ đấng tiên tri thì sẽ được gì? Phần thưởng của đấng tiên tri. Nhưng mà nếu chúng ta không tiếp, giả sử tôi có ơn tiên tri, chúng ta không tiếp và anh em bắt đầu bắn phá nói xấu tôi, thì tôi đảm bảo chị em không bao giờ anh chị em nhận được ơn tiên tri này. Tại vì Chúa nói đâu mà. Anh em có biết câu kinh thánh này không ạ? Matthew đoạn 10 câu 38-39. À, câu 40-41. Tôi nhầm địa chỉ. 40-41. Đó. Ai tiếp rước các ngươi, tức là tiếp rước ta, ai tiếp rước ta, à, tiếp rước đấng thì đấng tiếp, tiếp rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri sẽ được lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính sẽ được lãnh phần thưởng của người công chính. Cho nên khi ai đó được ơn trong vấn đề giảng dạy, nếu anh chị em khao khát được cái sự giảng dạy thì anh em phải chúc phước cho họ, cầu nguyện cho họ, chúc phước cho họ, và đồng thời chúng ta cũng nên học đòi theo họ. Chúa dạy là gì? Hãy tôn trọng những người dẫn dắt mình, học đòi theo họ, học đòi cái đức tin của họ, học đòi những gì của họ thì anh em sẽ được. Đôi khi chính anh em càng học đòi theo họ, em càng cầu nguyện cho họ, thì đôi khi sau này cái ơn của Chúa cho anh em còn gia tăng hơn. Như Chúa Giêsu nói là gì? Các người làm được việc ta làm và các người cũng làm được việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Cho nên đừng bao giờ có một cái sự tranh cạnh rồi bắt đầu chúng ta nói xấu người này, nói xấu người kia. À không, chúng ta có quyền nhận xét về cái cách giảng dạy đó. Ờ, cái người đó giảng như vậy thôi, không nhận được cái gì đó, nhưng chúng ta không lên án, không định tội, không chỉ trích, không sỉ nhục họ. Rồi bây giờ chúng ta trở lại ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất. Mọi người trồng, mọi người tưới đều nhận được phần thưởng của mình. Nhưng mà câu số 9 nè, anh chị em thêm xem. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Phaolô nói rằng chúng tôi cùng làm việc với Chúa. Như vậy cái công việc giảng dạy không phải làm việc một mình. Chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là giáo sư lớn. Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. Chúng ta có Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và chúng ta có Ngài ở trong. Chúng ta có lời của Ngài để giúp cho chúng ta dùng gươm để có thể công bố, đạp đổ những đồng lũy. Anh em là ruộng Đức Chúa Trời cài, là nhà của Đức Chúa Trời xây. Ở đây sứ đồ Phaolô ông nói rằng là chính anh em là ruộng, rồi anh em là nhà. Chúng ta là ruộng và nhà. Phaolô nói gì? Anh em là ruộng Đức Chúa Trời cài. Rồi là nhà Đức Chúa Trời xây. Và ông vinh dự là gì? Là chúng tôi cùng là bạn cùng làm việc. Như vậy ở đây là chúng ta bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Quá sung sướng phải không ạ? Chúng ta được làm bạn cùng làm việc với đấng tạo hóa. Trong cái sự kiến tạo một, xin lỗi, trong sự tạo dựng cả vũ trụ này, và trong sự tạo dựng hay là kiến tạo con người vốn bị hư hoại,
thì Chúa là bậc thầy của sự kiến tạo. Chúng ta chỉ là Chúa dùng cái công cụ để có thể truyền đạt vào thôi. Tôi nói ví dụ như đây mình, cái phương tiện này là cái chai, và cái chai này nó có thể đựng nước lọc bình thường, và nó cũng có thể đựng cà phê đó, cần chai cà phê phải không? À rồi, nó cũng có thể đựng Coca-Cola, à nó cũng có thể đựng cái gì đó, nhưng mục đích của nó là gì đó, nó đựng. Thì cũng vậy, chúng ta cũng là cái công cụ để Đức Chúa Trời Ngài dùng, và Ngài dùng chúng ta để chuyển tải đến, để đạt được cái mục đích của chính Ngài. Câu số kế tiếp: theo ơn Đức Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo. Ở trên đây nói ai cài ai xây, nhưng ở đây thì sứ đồ Phaolô nói gì? Là theo ơn Đức Trời ban cho tôi lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ cất lên trên, nhưng ai phải cẩn thận về việc mình xây trên nền đó. Thì ông nói là gì? Tôi là tay thợ khéo. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là Đức Chúa Trời xây, tức là Đức Chúa Trời là thợ chứ. Ở đây Phaolô nói là tôi là tay thợ khéo, vậy ông chẳng nói là ông là Đức Chúa Trời à? Không phải. Ông được là người cùng làm việc, không thể tách rời. Như vậy nếu ông chỉ là người giảng mà không có Đức Chúa Trời thì lời giảng của ông chỉ là kiến thức, nó không có sự sống. Cho nên chính vì vậy trong sự giảng dạy của anh chị em, chúng ta phải biết trân trọng, kính mời Chúa hay là Ngài đồng công với con để cùng làm việc. Chúa sẵn sàng để làm việc qua chúng ta. Như Chúa Giêsu đã hứa ở trong Mác đoạn 16 câu 20. Các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo lời giảng để làm cho quần đạo. Cho nên chúng ta thấy ở đây giảng dạy nó là một cái phương cách và một cái ơn mà Đức Chúa Trời cho. Có những người giảng rất tốt nhưng mà dạy thì không tốt. Trong những cái ân tứ mà Chúa cho những người hầu việc Chúa đó, ví dụ nha, Phi-e-rơ thì chúng ta thấy là Chúa cho cái ơn về giảng. Tại sao mà ông là giảng mà ông không có dạy? Anh biết lý do tại sao Phaolô Phi-e-rơ giảng mà không có dạy không? Đúng rồi, ông bị hạn chế. Ông bị hạn chế. Nhưng mà giảng có nghĩa là chỉ dùng lời nói và cái tâm trí và sự sức dầu của Chúa nữa. Thì kể cả người không học thức giảng được không ạ? Được. Người không nhìn thấy đường giảng được không ạ? Được. Nhưng mà người không thấy đường là dạy rất là khó. Phải không? Cho nên cái người giảng thì nó không có kén chọn. Như tất cả anh chị em, khi mà anh chị em học xong là tôi đảm bảo anh chị em rằng tất cả đều có thể giảng được hết. Chỉ có cái là chúng ta sẽ giảng nó như thế nào thôi, chứ là giảng là được hết. Nhưng còn dạy thì chỉ trong một ít người thôi. Và trong quá trình mà tôi dạy anh chị em thì tôi cũng có quan sát để xem coi anh em nào có những cái khả năng nào, và có thể nhìn cái khả năng đó, đó là cái cách phán đoán. Nhưng mà còn cái sự kêu gọi của Chúa trên chị em nữa, nó khác nữa. Cho nên cái người giảng đó, thí dụ như Phi-e-rơ, ông giảng 3.000 người. Ông Phao-lô chưa thấy Kinh Thánh ghi lại là ông giảng cho 3.000 người. Nhưng mà ông Phi-e-rơ lại giảng 3.000 người. Còn dạy thì chúng ta thấy sao? Thì Phao-lô lại là người dạy. À, ông đi đến đâu, ông giảng xong rồi, hoặc là ông chia sẻ một cái gì đó xong rồi là bắt đầu ông dạy cho người ta. Ví dụ như ở trong công vụ đoạn 19, khi ông đến thành Ê-phê-sô, ông hỏi: từ khi anh em tin, anh em có lãnh Thánh Linh chăng? À, đó là cái câu hỏi rất khôn ngoan của người dạy.
đặt ra những câu hỏi để cho người ta trả lời và để đưa đến cái điều quan trọng mà mình muốn nói. Và cuối cùng là ông đã bắp tem bằng nước cũng như bắp tem thánh linh cho 12 người. Sau đó ông tách những người này riêng ra để ông dạy ở một trong cái trường học gọi là trường Tiranu. Và trong đó ông dạy liên tục 2 năm. Sau dạy 2 năm đó thì những con người đó trở thành những người hầu việc Chúa ở khu vực đó, đến nỗi cả Asi và các vùng khác người ta đều biết đến đạo của Chúa. Đó. Cho nên chúng ta là sứ đồ Phaolô là một người có ơn trong vấn đề dạy. Như vậy chúng ta thấy là giống như một cái căn nhà vậy đó. Thì chúng ta, cái người thiết kế căn nhà, rồi bắt đầu đổ móng ha, đào móng, đổ móng, rồi bắt đầu làm cái khung. Nhưng mà có thể chúng ta cái khung nhà đã xong rồi, thì cái người thợ xây đó, họ sẽ xây dựng lên từng cái một, và cuối cùng là cái căn nhà nó được hình thành. À, không, nhanh không, thiết kế rất là nhanh đúng không, để căn nhà được hình thành. Nhưng còn để trang điểm cho căn nhà này nữa. À, cho nên cái trách nhiệm đôi khi, ví dụ cái người giảng tin lành đi, họ giảng băm 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 băm, người ta tin Chúa, nhưng mà cái người sau đó đó, cái người sau đó họ làm cho căn nhà thật là vững chắc đẹp. À, anh em đừng có nghĩ là người dạy giáo lý là dạy giáo lý là thấp lắm. Tôi phải dạy gì cao siêu kìa. À, thiệt ra anh em đang học rất là cao đó, tại vì anh em học tới lầu 3 lần. Nhưng mà có nhiều người thấy là dạy giáo lý nó là cái cấp thấp, tôi không dạy đâu. À, giống như là tôi đón chị em chứ, dạy đại học này, ha, hoặc cấp 3, cấp 2, cấp 1 hay là mẫu giáo, thì cái nào là khó hơn? Dạ, cấp 1 là khó nhất. Cấp 1 là khó nhất. Để có thể mấy ông cấp 2, cấp 3 dạy được thì cấp 1 phải biết chữ. Những thầy cô nắng nót từng chút một hình thành nhân cách, và cuối cùng là cấp 3. Chứ mấy ông cấp 2, cấp 3 ông chỉ cần, hoặc là ông đại học ông chỉ cần dạy chuyên môn cái môn đó, ông lên ông dạy từ năm này qua năm kia, ông chỉ dạy có một môn đó thôi. Trong khi cấp 1 một thầy cô giáo mà quản nhiệm cái lớp đó thì thôi á, dạy từ tiếng Việt rồi toán rồi đạo đức công dân rồi tất cả mọi thứ tất tần tật, thì thầy cô giáo đó phải chịu trách nhiệm. Cho nên những người mà dạy về tính lý cơ bản là rất là quan trọng, hình thành một cái nề nếp, cái đời sống đức tin để cho cái đức tin tương lai của anh chị em. Còn nếu như ở dưới mà học cái nền tảng giáo lý mà nó không đúng rồi á, thì đến khi anh chị em bước lên trên anh em dạy là rất là khó, anh em sửa lại. Bản thân tôi vẫn thích dạy giáo lý, tôi vẫn dạy những cái điều rất là cơ bản cho anh chị em. À, chứ không phải là chỉ có cái là đứng dạy trường kinh thánh mình cảm thấy ô mình rất hãnh diện mình dạy trường kinh thánh. Có những người tôi mời dạy có một lần một, và họ nói ôm bắt đầu về họ lên trên Facebook rồi, tôi bây giờ tôi là giáo sư trường kinh thánh, tôi biết ai phong là giáo sư luôn nữa. Có những cái như vậy đó, đôi khi họ chưa có đủ cái tiêu chuẩn để dạy, nhưng mà vì muốn nâng đỡ anh em để cho anh em có một cái cơ hội để phục vụ Chúa. Thôi dạy có một lần một thôi. Còn về là ba hoa lên là tôi bây giờ tôi là giáo sư của trường kinh thánh kia. Tôi nghe cảm thấy mất cỡ vì vấn đề đó. Ngay cả chính cái bản thân chưa tự dạy mình được về những cái nguyên tắc cơ bản trong những cái đối nhân xử thế, cái cách xử lý với anh em, cách đối diện với xử lý với gia đình của mình, với hội thánh của mình chưa được, nhưng mà vẫn oan lên là tôi bây giờ là giáo sư của trường kinh thánh. Cho nên rất là khó vì cỡ rằng là khi chúng ta có cái cơ hội để được phục vụ hay là để trao dồi, thì đó là chúng ta hãy mừng vì cỡ mình được cái cơ hội đó, hay là cảm ơn Chúa vì con được cơ hội để con phục vụ. Giống như một người đầy tớ nói rằng khi dọn bàn cho chủ rồi, chủ chẳng cần cảm ơn đâu, nhưng mà người đầy tớ nó phải cảm ơn ngược lại chủ, là gì? Vì con cảm ơn chủ vì con được cơ hội để phục vụ, phải không chị em? Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta thay đổi cái tư duy, cái suy nghĩ của chúng ta. Chẳng hạn như khi anh em đứng lên giảng,
Khi Chúa lên giảng thì mình là một người truyền đạt, mình là người thầy, mình giảng. Lúc bây giờ đó, nó không chỉ là vấn đề kiến thức, nhưng nó bao gồm cả tư cách về tất cả mọi thứ. Có lần kia trong cái chuyến đi thăm viếng vào dịp Tết thì phải, khá lâu rồi, năm 2012 đúng, năm 2012. Thì chúng tôi đi một cái chuyến đi thăm viếng. Và khi đi như vậy thường thường là đi đến nơi hội thánh mời, là tôi là người trưởng đoàn, thường là tôi giảng, mà mấy anh kia là chỉ mới là sinh viên, có người thì tốt nghiệp rồi, có người thì mới thực tập. Cho nên tôi cho đi cùng để mà thực tập. Thì khi tôi đi thì tôi giảng, thì anh em bắt đầu dâng hiến cho tôi. Dâng hiến, tôi để hết cái tiền dâng hiến để đó. Rồi tôi cũng phân chia cho giờ tới chỗ này anh chia sẻ giùm tôi nha. Chỗ kia anh em giảng giùm thầy nha. Rồi bắt đầu giảng xong. Chừng khi về, trên đường về ghé lại ăn uống xong, tôi mới lấy hết tất cả những bao thư ra. Tôi nói đây, cảm ơn Chúa là hành trình của thầy trò của mình đây. Bây giờ mình được nhiều tiền đây, anh em dâng hiến đây. Thế là bắt đầu tôi, bây giờ mình sẽ trừ tiền tiền ăn, tiền uống, tiền xăng nè. Tôi lo hết mà, thì anh giúp tôi lo hết. Rồi bây giờ còn cái phần này, thôi bây giờ mình sẽ chia ra đây, phần này của anh, phần này của em, phần này của tôi, để mình mua quà cho vợ con. Thì cái anh lớn tuổi hơn anh mới nói rằng không, tụi em đi được đi với thầy là tụi em được học hỏi là quý lắm rồi, em không có nhận đâu, em không có nhận đâu. Cái này là công sức của thầy, thầy cứ nhận đi, thầy cứ giữ đi. Tụi em không, tụi em được đi học cọ sát như vậy là quý lắm rồi, cho nên thầy em nhận. Rồi cái em kia trẻ hơn thì em kia nói một sư làm như vậy là được á. Một sư làm như vậy là đúng đó. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi mời người đó đi. Thật sự thì họ không biết họ là ai luôn. Họ không biết mình là ai. Rồi làm cho bản thân của tôi đi cùng với người đó, tôi cảm thấy hổ thẹn, vì cớ rằng là cái sự thể hiện ra đó, thể hiện là một cái người trịch thượng, là người cấp ở cấp trên á, rất là buồn. Thay vì mình đi cùng thì mình là người phục vụ, đúng không ạ? Mình phục vụ nó đâu phải ngồi đâu để rồi đâu để cho tất cả mọi người khác phục vụ mình. Rồi thí dụ như có một lần kia dạy lời Chúa ở một chỗ đó, đi vô thì khu vực đó người ta không có bán cái loại cà phê của cái người đã thích uống. Và tôi thì đi đến đâu ai cho cà phê gì tôi uống cà phê đó, trừ khi nào tôi vô quán tôi trả tiền thì tôi đòi hỏi. Tôi vô tôi thì người ta pha cà phê sữa, hình như là Nest cà phê hay gì đó, pha ra tôi ly, em đóng ly, rồi tôi uống. Em đó nói là không, thầy không uống cái loại này, em ra đổi cái loại này, mua cái loại cà phê mà thầy uống được. Xin lỗi, tôi đó tôi còn chưa dám xưng bằng thầy nữa. Tôi nói là tôi với các anh chị, thầy không uống cái loại này. Mà anh chị em biết từ cái chỗ đó đi ra tới ở cái ngoài mà cái chợ đó, là đi mà về là 15 cây số. Bắt người ta phải đi ra ngoài đó mua đúng cái loại đó về thì thầy mới uống được. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi không đi với người đó nữa. Cho nên cái sự việc mà giảng cho ta đứng giảng nó dễ lắm anh chị, nhưng mà xây dựng cái phẩm hạnh để có thể vừa giảng mà người ta học hỏi được cái phẩm chất của chúng ta, thì cái điều đó đó nó sẽ giữ lại những cái gì mà chúng ta giảng. Có người vừa giảng xong sau đó đạp đổ liền cái điều mà mình giảng. Có một lần kia một người tôi mời đến giảng ở trên Tây Ninh, bữa tôi không có đi. Giảng xong thì cái người đó đứng lên giảng: chúng tôi hầu việc Chúa không phải vì tiền, chúng tôi hầu việc Chúa có dâng hiến không dâng hiến, chúng tôi cũng hầu việc Chúa cũng vẫn giảng dạy bình thường. Sau đó thì cuối cùng giảng xong thì cái người thủ quỹ mới cầm bao thư dâng cho cái người này. Và khi cầm bao thư dâng cho thì
Người này cũng rồi cũng cảm ơn Chúa, xong người này đi về. Thì người này đi về nửa đường, đi chừng chừng 15 phút, nếu từ trên kia mà về tới Sài Gòn là khoảng 1 tiếng thì mới đi chừng 15 phút thôi. Người đó mới gọi điện lại cho cái người thủ quỹ đó. Xin lỗi, không gọi điện cho người thủ quỹ đó mà gọi cho tôi. Quy định của hội thánh dân hiến có quy định theo giống như là cái mức dân hiến hay không? Thầy mục sư có dặn họ dân hiến cho một người diễn giả không? Tôi nói có chứ. Bất cứ diễn giả nào mà chúng tôi mời đến, chúng tôi đều dặn cái không có tôi thì người thủ quỹ phải làm cái công việc đó là dân hiến cho diễn giả. Cái mức độ tối thiểu là bao nhiêu đó? Cái người này đây, sau đó là dân hiến cho tôi có 150.000. Tôi nói ô vậy là sai rồi, không đúng rồi. Tại vì một người diễn giả mà chúng tôi mời giảng ở đó ít nhất là 300.000. Mà anh chị em biết cách này là 7 năm. 300.000, dân hiến 300.000. Thì cái người tôi nói chắc là sai hay gì đó. Thì tôi mới gọi điện lại cho cái cô thủ quỹ. Thì tôi gọi điện lại thì máy nó kẹt, tôi không có gọi được. Thì đến khi mà tôi gọi được thì cổ nói rằng là thầy ơi xin lỗi, là tôi chuẩn bị cái bao thư 300.000. Tôi có hai bao thư, một bao thư dâng hiến phần 10 của tôi trong tuần lễ này là 150.000, còn bao thư 300.000 tôi chuẩn bị dâng cho thầy đó. Nhưng mà khi mà dâng hiến trong hội thánh đó, thì tôi lấy lộn cái bao thư dâng hiến cho ông mục sư đó, cái ông thầy đó, tôi bỏ vô trong cái hộp tiền dâng. Cho nên là tại vì hai bao thư giống nhau, bao thư thì 150, bao thư thì 300. Thì cô này mới xin lỗi cái người vì đó. Xin lỗi là tại vì tôi nhầm, tôi sẽ gửi thêm cái phần dân hiến này cho thầy. Rõ ràng mới vừa giảng đó thì Chúa thử liền. Chúa thử trong cái sự sơ suất của cái người thủ quỹ này. Và đó cũng là cuối cùng, lần cuối tuần tôi không mời người đó giảng nữa. Nó thiệt như vậy, anh chị em như vậy đó. Tại vì họ phá độ đức tin của người khác. Tất nhiên sau này không biết họ có thay đổi được hay không, nhưng mà thiệt sự bây giờ kêu tôi mời là cái người đó giảng tôi không dám mời luôn. Tại vì cái điều mà họ giảng, họ mới vừa giảng đó là chúng tôi hầu vì Chúa không có tiền bạc. Tôi thấy giả sử nha, giả sử là cho rằng là nhận được cái sự dâng hiến như vậy hay là không có nhận dâng hiến như vậy, thì nếu mình là người hầu vì Chúa không sao cả, cảm ơn Chúa. Đây là lúc mà cơ hội mình được gieo. Anh sẽ biết có những nơi chúng tôi đi đến, chúng tôi giảng, chúng tôi dâng hiến tiền ăn, dâng hiến cho tất cả dâng hiến luôn cho cái mục sư quản nhiệm ở đó luôn. Mà nó tiền ở đâu? Tiền túi của mình, rồi tiền của những anh chị em góp phần để chúng tôi cùng đi công việc đó. Mà cho người nói rằng là tại sao thầy giảng mà thầy còn phải dâng hiến tiền cho họ đó? Tôi nói đã coi như làm đầu tư. Tôi đang đầu tư. Và khi tôi đầu tư thì một thời gian tôi sẽ có lợi nhuận. Thế thôi, đơn giản là vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta về cái phẩm hạnh của người giảng dạy, nó rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề đầu tiên. Cái môn này chúng ta không có dài lắm đâu, không có dài lắm đâu, nhưng mà thực hành thì nhiều hơn. Chủ đề 1, quy trình của sự truyền đạt thông tin. Chủ đề 1, quy trình của sự truyền đạt thông tin. Việc giảng dạy nó chẳng qua đó là sự truyền đạt thông tin. Sự truyền đạt thông tin này chúng ta truyền đạt hàng ngày, có đúng không ạ? Vợ nói chuyện với chồng nói chuyện với vợ, anh chị em nói chuyện với nhau, chúng ta nhắn tin nhắn cũng là một loại truyền đạt thông tin. Thì cái sự quy trình truyền đạt thông tin này nó là gì? Một La Mã ý nghĩa. Thứ nhất,
Nó là phổ biến. Phổ biến một việc gì đó. Phổ biến, phát lại. Xin là phát huy lại. Tiếp nhận. Phổ biến, phát huy lại, tiếp nhận. Rồi chuyển giao. Hoặc là nối kết. Khi anh chị em học một cái gì đó rồi, có nghĩa là gì? Là chúng ta đang tiếp nhận. Chúng ta tiếp nhận cái thông tin đó. À, rồi chúng ta, khi chúng ta chuyển giao đó, đó là cách gọi là chúng ta phát huy lại cái điều mà chúng ta đã nhận nó. Và chúng ta phổ biến nó ra. À, hoặc là chúng ta kết nối với người khác để làm sao thông tin được truyền đạt một cách nhanh chóng. Cái sự truyền thông ngày hôm nay cực kỳ là lớn. Chỉ cần tích tắc thì cả thế giới đều biết. Và cái sự truyền thông nó mang lại cái hiệu quả rất lớn, nhưng mà nó cũng có những loại truyền thông nó bị hiểu lầm rất lớn. Không phải loại truyền thông nào cũng mang đến hiệu quả. Bởi vì có những loại truyền thông gọi là fake news, nó không phải là tin tức đúng. Nhưng mà khi nó cứ lặp đi lặp lại đủ cho chúng ta nhớ ở trong đầu, và chúng cứ tưởng rằng đó là sự thật. Nhưng mà sự truyền thông của người hầu việc Chúa thì chính chúng ta nhận từ Chúa, nghiên cứu từ Kinh Thánh, nhận từ Chúa. Mà chúng ta cần phải có một cái điều chắc chắn trong cái sự chúng ta chuyển giao. Chúng ta chia sẻ một cái tính lý thì anh chị em phải có một cái sự kết nối chắc chắn những cái tính lý đó. Mà Kinh Thánh gọi là gì? Giềng mối thêm giềng mối. Giềng mối thêm giềng mối. Giềng mối thêm giềng mối. Thêm mối. Hàng thêm hàng. Hàng thêm hàng. Để chi vậy? Và chúng ta kết nối những cái giềng mối và những cái hàng này lại với nhau thì nó được cái gì anh chị em? Chúng ta nhìn thấy nó là cái gì ạ? Cứ giềng mối hàng thêm hàng, giềng mối thêm hàng thì nói là thành gì? Có phải là cái lưới không? Chúng ta đã từng, ai đi từng bắt lưới rồi, bắt cá rồi, đi chài lưới rồi, nếu mà mình bắt được mà cái chài mình nó tất cả giềng mối này nó chắc thì bảo đảm là con cá không chui đâu được hết. Nhưng mà đôi khi trong cái chài của mình nó có những cái mối nó bị đứt ra, à, mà thường là con cá lớn mới chui. Rồi chúng ta mở Ê-sai 28 câu 10. Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Câu 11, 12, 13 luôn. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán cùng, sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng chúng nó, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ, nay là lúc mát mẻ cho các ngươi. Thế mà họ chẳng chịu nghe lời Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đối với họ là giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và dập nát, sập bẫy và bị bắt. Như vậy mục đích của những giềng mối này là để gì? Để cho họ bước tới ngã nhào hay là bị bắt? Ngã nhào, dập nát, sập bẫy và bị bắt. Khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời, khi chúng ta tiếp nhận một cái thông tin, tiếp nhận một cái tín lý, thì tín lý đó nó cần phải có giềng mối của từ Kinh Thánh. Vì sao anh chị em thấy thường thường tôi giảng, tôi ít có dẫn chứng bên ngoài. Tôi thường dẫn chứng từ câu Kinh Thánh này đến câu Kinh Thánh khác. Tại vì sao? Chỉ có lời của Đức Trời nó mới chắc chắn. Còn nếu nó là một cái thuyết hay là một cái
lý tưởng nào đó, một triết lý nào đó của con người thì hôm nay nó như thế này, ngày mai nó lại thay đổi, vì nó không bao giờ bền vững. Chúa là gì? Hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Trời đất có thể qua nhưng lời của Chúa không bao giờ qua đi. Mà chúng ta biết phải sử dụng lời Chúa như thế nào, đó là diện mỗi một cách đúng đắn. Chúng ta ráp lại với nhau và bảo đảm rằng người ta sẽ bị bắt. Tức là gì? Bị bắt trong lời Chúa. Tâm trí họ bị bắt phục. Những cái đồn lũy bị đạp đổ. Sứ đồ Phao-lô nói những điều tôi giảng dạy cho anh em đó là không phải chiến tranh xác thịt, nhưng mà những điều ông giảng dạy đó là gì? Để đạp đổ các đồn lũy, những sự tự cao nổi lên nghịch lại sự hiểu biết với Đấng Christ và bắt phục được. Như vậy chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới đạp được được những cái đồn lũy chống lại Chúa. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể trở thành những cái giềng mối chắc chắn để giữ người ta trong sự trọng tâm, để người ta trở thành một người đầu phục Đức Chúa Trời. Còn câu lạc bộ tôn giáo á, dễ lắm. Anh chị em có người đứng lên giảng, giảng người ta cười bò, cười lăn cười bò, nhưng mà người ta không có lời của Đức Chúa Trời để chính họ có đời sống đặc thắng. Họ chỉ nhớ được cái gì đó người đó giảng về những cái gì đó, câu chuyện cười thôi. Đó, lời của Đức Chúa Trời chắc chắn người ta có thể tin, và kể cả đối diện với nghịch cảnh người ta không có thể vượt qua được. Và lời Chúa có sức mạnh để giúp cho người ta vượt qua được những cám dỗ, những cái sự thách thức ở trong cuộc sống của mình người ta. Cho nên lời Chúa là diện mỗi thêm diện mỗi, hàng thêm hàng, một chút chỗ này một chút chỗ kia, để cho họ ngã tới, hay xin lỗi, bước tới ngã nhào thì bị dập nát. Ngã đến đâu? Ngã trên lưới. Và Chúa Giêsu nói là Ngài là cái gì? Chúng ta cùng xem Luca. Luca 20 câu 17, 18. Đức Chúa Giêsu bèn ngó họ mà nói rằng: vậy thì lời chép hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá góc nhà, nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Có hai cái cũng là vật đá đó. Nhưng mà người nào ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát. Nhưng mà đá này mà ngã nhầm ai thì sẽ dập người đó. Vậy thì bây giờ anh chị em thích bị dập nát hay là bị cái đá đó, xin lỗi, được ngã nhầm đá hay là đá ngã nhầm? Lạ lại nha. Là thứ nhất là gì? Là ngã nhầm đá. Ngã nhầm đá. Rồi thứ hai là đá ngã nhầm. Cái nào cũng dập. Cái ngã nhầm đá đó thì sao? Là sẽ bị dập nát. Kết quả là bị dập nát. Còn mà đá ngã nhầm thì là dập người đó. Đây, vậy sao? Muốn cái nào? Chính xác. Cái từ dập nát này còn có nghĩa là tan vỡ. Bây giờ thế giả sử em từ độ cao anh em ngã xuống mà rớt cho cái lưới thì sao ạ? Mình tưởng là chết rồi, đúng không ạ? Nhưng được lưới nâng. Chúa nói là Ngài dùng lời có quyền phép để nâng đỡ muôn vật, Hebrew đoạn 1 câu 3. Cho nên khi anh em công bố lời Đức Trời đó, đôi khi công bố lời Chúa trong đó nó có cái sự cáo trách. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng có lưới để cho khi anh em ngã xuống thì anh em được lưới nâng. Có những người nói một câu ra là té luôn, gươm hai lưỡi mà. Bởi vì tiếng Việt mình hay lắm, chăm sóc. Có người là sóc mà không có chăm. Người ta nói một lời quả trách tỏ tường hơn là yêu thương dấu kín.
Nhưng chúng ta còn nhớ Phaolô nãy ông nói gì? Ông là người thợ gì? Khéo. Ông là người thợ khéo. Để coi ở đây có ai đi ra ngoài mình Gia Lai rồi, có ai đi Gia Lai chưa? Bó đi rồi đúng không? Đi với thầy sĩ phải không? Có thấy cái nhà chỗ chỗ Mục sư Ma Chai không? Cái nhà xây cái tường nó dày anh chị em. Nhưng mà tôi nói mà chị em nhìn vô cái nhà thì tôi nói không biết là thợ nào xây luôn đó. Thấy nó vậy nè, tôi nói nếu mà cái tiền vật tư mà xây cái nhà đó đó là tôi có thể xây cái nhà thật là đẹp, mà cái nhà này không ra cái nhà, họ chấp vá kiểu xây giống như nhắm đại đó, xây lúc ẹo ra này là nếu mà lấy cái tiền mà gọi là mà dùng hồ để mà tô lại căn nhà cho nó phẳng đó, thì thà đập nó ra xây lại cái mới còn dư. Đến mức độ như vậy đó, có nghĩa là họ họ cũng là thợ, cũng xây, nhìn thấy cái nhà, nhìn từ xa nhìn thấy cái nhà, nhưng mà không phải là thợ khéo. Cho nên chúng ta có muốn thành tài thợ khéo không? Muốn trở thành tài thợ khéo thì anh chị em phải biết cách để làm sao chúng ta đan lưới một chút chỗ này một chút kia. Chúng ta phải đọc kinh thánh để chúng ta biết tổng quát. Tôi ví dụ có nhiều người hôm nay không biết mình đang ở trong giao ước nào luôn. Chúng ta đã học môn học giao ước rồi, có bao giao ước kinh thánh, có bao nhiêu giao ước? Mấy? À, 8 giao ước. À, không. Có người nói là có cái giao ước mới với cái giao ước tân ước nữa. Trong 8 cái giao ước này nè, nó mang cái tính chất tiệm tiến từ giao ước Eden và cho đến gì? Tân ước hay giao ước mới. Chúng ta đang thuộc về giao ước nào? Chúng ta giao ước mới. Phaolô nói rõ, tôi không thuộc về giao ước cũ, tôi không thuộc về luật pháp, nhưng tôi thuộc về ân điển. Chúng ta thuộc về giao ước mới. Nhưng mà cuối cùng là gì? Bắt đầu họ lấy giao ước mới, họ trộn lẫn, và cuối cùng nó thành thêm cái giao ước thứ 9. Cho nên khi là chúng ta bắt đầu dùng lời của Đức Chúa Trời đó anh chị em, thì mục đích mong ước của lời Đức Chúa Trời là gì? Để nâng đỡ muôn vật của Ngài, nâng đỡ anh chị em của mình. Chúa không muốn tiêu diệt người nào hết, Chúa muốn cho mọi người đều ăn năn. Như vậy khi anh em chuyển giao, hãy nhớ rằng cái sự chuyển giao đó chúng ta phải có những cái nguyên tắc. Tôi nói ở đây là một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc đan lưới hay là nguyên tắc quăng lưới. Sắp tới chúng ta sẽ học về cái nguyên tắc này một cách chi tiết hơn. Đó, còn không thì sao không? Đá ngã nhầm tức là dập người đó, người nào mà chống đối thì đá này dập luôn. Chúng ta thấy trong thời Chúa Giêsu thì rất nhiều người chống đối và họ bị đá dập người đó luôn. Đúng, chính xác như vậy. Khi mà lời Chúa công bố ra nếu họ không làm theo. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai. Truyền đạt thông tin là một cái quy trình. Thứ hai là truyền đạt thông tin. Là một quy trình. Nó là một quy trình. Có kỹ thuật. Và có thể học hỏi. Kể cả những người chưa có khả năng về truyền đạt thông tin, nhưng mà họ có thể học hỏi. Như chúng ta có dẫn chứng ban đầu, Phêrô và Giăng Kinh Thánh gọi hai người này là dốt, phải không ạ? Trong Công Vụ đoạn 4 câu 13,
họ dốt, không học. Nhưng có một điều là hai người này ở với ai? Với Chúa Giêsu. Họ có thể không biết được, nhưng họ nghe được không? Họ nghe được và họ tiếp nhận được, họ truyền thông tin được, họ nhận từ Chúa và họ truyền đạt lại. Tất nhiên, nếu một người có kiến thức thì cái cơ hội để họ học và họ truyền đạt nó cao hơn. Dạ, cảm ơn anh. Dẫu vậy, anh để chị em để ý, đối với người khác thì họ nhận diện rằng Phêrô và Giăng là người, hai người không có học. Nếu chúng ta đọc sách của Phêrô, nếu ông không học sao ông biết được? Thật ra thì Phêrô không viết, nhưng Phêrô đọc cho người khác viết. Và trong đó chúng ta xem ở trong Phêrô nhì đoạn 1 câu 5 cho đến câu 8. Tại đây Phêrô khuyên cái gì ạ? Phêrô khuyên gì đây? Có mấy lần thêm. Nói cách khác là thêm lên đức tin sự nhân đức, thêm nhân đức sự học thức. Anh em lưu ý. À, bây giờ cái lời khuyên của cái ông mà dốt á, ông khuyên cái khuyên cái ông biết chữ á, cái ông giỏi á thì chúng ta không nói rồi, mà cái ông không biết chữ ông khuyên có nghĩa là ông thấm lắm, ông thấm cái đòn không có thời gian học, phải không? Tôi nói cho em, ai trong chúng ta thấy những người giảng dạy chúng ta cũng thích, chúng ta ước ao mình trở thành một giám mục, chúng ta ước ao trở thành một người giảng dạy. Nhưng mà trong quá trình anh chị em học á, thì đôi khi cái tính kỷ luật trong việc học của chúng ta không có, mà chúng ta mong ước rằng tôi làm tàn tàn mà thu kết quả lớn nhất, chắc chắn là không có. Anh em chưa từng thấy chúng tôi chăm chỉ đến mức độ nào vì học lời Chúa đâu. Học ở tại lớp chúng tôi ghi chép, về nhà viết lại trong một cái cuốn sổ riêng. Ở tại lớp chúng tôi viết vào một cái cuốn tập riêng, về nhà viết lại thành cái giáo trình riêng. Những cái tiền mà tôi có là tôi mua những sách vở nghiên cứu. Hồi xưa không có được cái laptop như vậy đâu. Điện thoại không có, không có điện thoại, có cái gì cả. Cho nên bao nhiêu tiền tôi mua sách, tôi mua những cái từ điển, có một cái quyển tiện tôi dịch tặng hết rồi. Tại vì tôi có laptop rồi, tôi không cần cái cuốn đó nữa. Tôi tặng cho người hầu vị Chúa rồi. Có, tôi được một người từ Canada đem về một cái quyển gọi là từ điển tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp, gọi là từ điển Strong. Mà ngày hôm nay nó tích hợp vào trong cái máy vi tính, kể cả như là cái điện thoại đã tích hợp hết rồi. Chúng ta muốn học những cái đồ này thì nó cần có những cái tài liệu liên quan để mình nghiên cứu, hay là những cái công cụ để nghiên cứu. Còn tôi nói với chị em mà tối ngày mà ôm cái Facebook thì đừng có mong mà chúng ta được sức dầu. Chúng ta cũng được sức dầu mà dầu hôi á. Nó thật. Tại vì chúng ta mong được, ôi con mong được quyền năng, con mong được ơn, con mong được sự sức dầu của Chúa. Nhưng mà chúng ta ôm Facebook không bao giờ đem được sức dầu chúng ta đâu. Tôi vẫn cầm điện thoại chứ không phải là tôi ôm Facebook. Tôi vẫn lướt Facebook để mình cái gì thông tin, tôi xem coi có ai comment cái gì đó để tôi có thể trả lời cho họ hoặc nhắn tin trả lời. Xong rồi thấy không? Đây là một cái kho tàng kiến thức mà tôi nghiên cứu. Ngày hôm qua tôi giảng ở Vũng Tàu thì chị em hỏi tôi, ủa mới thấy thầy tối thứ bảy, mới tối ngày hôm qua thầy ở Củ Chi mà sao giờ thầy lại có mặt ở Vũng Tàu? Tôi nói thì chúng tôi đi trong đêm đó, xong trong về chúng tôi đi. Nói rồi xong rồi thầy soạn thời gian mà soạn bài giảng. Tôi nói có chứ, trong lúc tôi đang đi là tôi đang soạn bài giảng á. Là sao có thể có được những cái loại bài giảng có thể liên tục như vậy được? Nó không phải là bây giờ mới có, mà chúng tôi đã chuẩn bị nó, đã có một cái khoảng thời gian rất là nhiều dành thời gian nghiên cứu. Xin lỗi chị em, ngày xưa mước ước mơ được một cái bàn như vậy thôi là cả một ước mơ xa xỉ, anh chị em biết không?
Tôi ở nhà thuê, tôi, một sư Hào với một em nữa, chúng tôi ở nhà thuê. Chúng tôi có một cái giường đủ chỉ hai anh em ngủ thôi, còn một em thì phải nằm dưới đất. Và chúng tôi tranh thủ em nó sáng đi đi học. Một sư Hào đi hớt tóc, một sư Hào chưa có hầu vị Chúa, đi hớt tóc. Tôi ở nhà là tôi, đây là cái cuốn kinh thánh của tôi, đây là cuốn kinh thánh tiếng Anh, đây là cái cuốn từ điển Hy Lạp, Hebrew, đây là cuốn từ điển Anh Việt. Rồi có một cuốn từ điển Hán Việt nữa. Và bắt đầu tôi trải ra và tôi tra cứu. Ngồi, lúc thì ngồi, ngồi đã xong rồi nằm, nằm đã tức ngực xong ngồi, bò lăn lê này kia đủ thứ cho tôi ghi lại, ghi lại, ghi lại, ghi lại. Cho nên có những cái từ ngữ, kể cả tiếng Hebrew, tiếng Lạp, có những từ ngữ khi nói được cái đó tôi hiểu được, tôi biết được nó là cái nghĩa gì. Ví dụ khi nói về sự cứu rỗi, thì sự cứu rỗi trong tiếng Hy Lạp là từ sozo. Nó có nghĩa giải cứu, giải phóng, giải thoát, chữa lành, bảo tồn, duy trì và làm cho vững mạnh. Nó thuộc luôn ở trong đây rồi. Tức là nó đã từng nghiên cứu và nó được ghi ra và được đọc nhiều lần cho nên nó nhớ và được giảng ra. Rồi ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con, thì quyền phép có nghĩa là gì? Nó không phải là cái quyền năng để mà thi hành đâu, nhưng đó là cái quyền hợp pháp để trở thành con và có một cái năng lực siêu nhiên cao hơn những cái năng lực của Ngài. Nhiều lắm những cái câu từ ngữ. Chúa nói ta là sự sống lại và là sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Tại sao Chúa nói ta là sự sống lại mà không nói là ta là sự sống và là sự sống lại? Từ ngữ đó không, tại sao Chúa đặt cái từ ngữ là ta là sự sống lại trước? Mà cái từ ngữ sự sống lại có nghĩa là gì vậy? Nó rất là hay luôn. Khi Ngài nói cái câu nói đó với lại Mary và Ma-thê, có nghĩa là gì? Lấy lại gì đã mất, giành lại những gì đã bị cướp, đảo ngược hình thế, đứng thẳng lên một lần nữa và phục sinh. Tuyệt vời không? Nó không chỉ nói về người kêu người chết sống lại, thì cái từ sự sống lại là lấy lại gì đã mất, giành lại gì đã bị cướp. Ma quỷ đã từng cướp của chúng ta không? Nếu nó cướp về sức khỏe, nếu nó cướp về tài chính, nếu nó cướp về tình cảm, nó cướp về mối quan hệ, thì chúng ta có quyền nhân danh Chúa Giêsu để chúng ta lấy lại nó. Khi chúng ta đồng phục với Chúa Trời rồi, chúng ta biết về chính Ngài có quyền năng, thì chúng ta có thể lấy lại. Cho nên có nhiều cái điều mà anh chị em phải chịu khó. Phaolô nói hồi nãy chúng ta đọc là gì? Tôi như là một tay thợ khéo. Apollo trồng, Phaolô trồng, Apollo tưới. Cái người trồng kẻ tưới, phải có người trồng, phải có người tưới, và Đức Chúa Trời sẽ phối hợp cái đó làm cho cái người đó lớn lên. Không có một sự siêng năng thì không bao giờ chúng ta đứng trước mặt vua được. Châm ngôn thì dạy chúng ta về cái nhìn, hãy nhìn cái con kiến, cái cách làm việc của con kiến, chúng ta thấy tưởng tượng kinh khủng không? Nó siêng năng, nó tha từng chút một để nó tích trữ cái lương thực cho cái mùa khác. Cho nên chúng ta phải hơn con kiến. Cho nên thêm lên, đây là cái lời khuyên của một người đã thấm đòn. Thật ra có phải rằng Phi-e-rơ là một người lười hay lười nhác không ạ? Tôi chắc chắn là ông không lười. Lý do là tại vì khi ông đi theo Chúa, ông cực kỳ là lanh lợi và yêu thích, mong mắng. Ông giống như là ông Môi-se ở trong Cựu Ước vậy. Cho nên khi anh em có cái cơ hội, cái điều kiện, nếu trong chị em ai là những người có cái điều kiện về học thức, chúng ta có cái điều kiện về ngoại ngữ, hãy tận dụng một cách tối đa. Một thời gian ngắn thôi, anh chị em sẽ thấy cái giá trị mà chúng ta trả giá, chúng ta đầu tư, nó quý giá vô cùng. Nên Phi-e-rơ đã khuyên thêm lên đức tin nhân đức, thêm lên nhân đức sự học thức, thêm học thức sự tiết độ. Khi có học thức rồi thì bắt đầu có sự tiết độ. Và ông nói nếu như không, những người mà thiếu cái điều này đó, thì giống như là người cận thị, như là người mù, quên sạch những điều mình, quên những điều mình đã được làm sạch từ trước. Vậy chúng ta đang có cơ hội phải không? Anh chị em sau khi tốt nghiệp có phải là sẽ kết thúc không? Không, nó là khởi đầu mở ra một cái chương mới cho anh chị em, đó là bước vào trong cái lực phục vụ Chúa, trong cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên sự truyền đạt thông tin là một cái quy trình, có kỹ thuật,
và có thể học hỏi. Nó là một quy trình. Thì thí dụ như mình nói một bài văn á, nó có cái quy trình của bài văn đó. Viết một cái đơn á, người ta có cái quy trình để viết một cái đơn. Bài văn thì có nhập đề, rồi triển khai, kết luận. Nếu chúng ta chỉ có nhập đề, triển khai mà chúng ta không có kết luận thì bài văn còn dở dang. Cho nên bài văn nó phải có cái kết luận, một sự truyền đạt thông tin của anh chị em. Nó có một quy trình. Anh em mở đầu thì bắt sau đó anh em bắt đầu triển khai ra những cái điều anh chị em muốn truyền đạt, rồi cuối cùng là anh em chốt lại những cái điều truyền đạt này đem đến cái lợi ích gì cho anh chị em trong tương lai. Đó, thì hoặc là cho cái người mà được nghe nó sẽ nhận đến được cái gì. Rồi ở đây có cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật nó giống như là một những cái kỹ năng riêng. Có những người có nhiều kiến thức nhưng mà họ không có kỹ năng để truyền đạt. Kiến thức họ đầy hết á, nhưng mà truyền đạt họ đứng lên mà truyền đạt không được. Anh chị em nhớ là giữa ông Môi-se với ông A-rôn là ông nào có khả năng truyền đạt? A-rôn. Nhưng mà ai là người lãnh đạo? Môi-se. Môi-se có kiến thức không? Có, ông phải nói là quá nhiều kiến thức luôn. Ông đầy hết nhưng mà truyền đạt không được. Rất là lạ phải không ạ? Trong các sứ đồ thì anh em thấy như là kiến thức thì Phao-lô phải nói là một ông đầy kiến thức, và ông cũng có khả năng truyền đạt, phải nói là tuyệt vời. Mình nhiều khi mình ước ao mình được chừng chút xíu Phao-lô cũng được này. Không viết gì đâu mà ông lập luận gì đâu mà nó đặc biệt là anh em biết sách Roma, Galati nè, Hebrew nè, không biết ông lập luận. Phao-lô nói lần là sắc bén. Đọc mà mình lúc đầu đọc thì ngán. Tôi đọc phần đó, tôi đọc sách Roma, tôi đọc lướt cho xong hết 16 chương là xong. Không có học được cái gì trong đó, chỉ học được vài câu kinh thánh. Nhưng mà khi càng đọc, càng nghiên cứu thì càng thấm. Và nó hay. Galati hay là Hebrew cũng vậy. Rất là tuyệt vời. Chúng ta qua phần 2 La Mã. Giảng luận. Thứ nhất là định nghĩa. Trong tiếng Hy Lạp thì cái từ giảng luận á, đó là keruso. Keruso. Thì cái keruso này nó có nghĩa là truyền tin, công bố. Truyền tin hay là công bố. Có những nhà hùng biện mà chúng ta thấy rằng là họ đứng ở giữa công chúng họ giảng thuyết. Anh chị em để ý đi, giữa cái giảng thuyết của Việt Nam của mình với giảng thuyết của nước ngoài nó khác nhau. Vì Việt Nam mình khi mà đứng lên giảng thuyết cái gì, kính thưa ông bà anh chị em thân mến, kính thưa đồng bào đồng chí và các bạn, rồi xong cái đọc cái chỗ cho viết tắt sơ tơ lơ mơ rồi đóng ngắt lại. Còn chúng ta ông Donald Trump ông phát biểu cả tiếng 2 tiếng đồng hồ không hề nhìn đến tài liệu. Người ta nói là ông có cái máy đọc ở phía trước, tất nhiên có. Nhưng mà đối với cái nhà hùng biện họ không cần, họ chỉ cần cái nắm cái dữ liệu thôi. A B C D bắt đầu họ diễn thuyết. Và chính xác. Những cái gì ông nói ra đó cực kỳ là mạnh mẽ. Những người lãnh đạo là như vậy. Trước đây thì có một cái anh này anh cũng bây giờ cũng đang học về Chúa, và ba vợ của ảnh là một mục sư. Tôi không có nói xấu đâu, nhưng mà để mình rút ra cái kinh nghiệm thôi. Thì ông qua đời để lại một cái kho tàng, để một cái kiến thức cho con cái. Và trong đó có những cái bài giảng
Mà thiệt sự nếu mà bắt đầu anh em học mà trở thành người giảng dạy đó, thì anh em bắt gặp được cái cuốn sách bài giảng nào của ai đó đã từng giảng, từng soạn bài giảng, giống như chúng ta bắt được vàng vậy đó. Tại vì soạn một bài giảng nó cực lắm. Cho nên được có những cái bài giảng được soạn sẵn, mà chẳng những soạn mà còn ghi chép từng câu từng chữ, mê lắm. Thế là anh bắt được, anh đọc, đọc say sưa, đọc say sưa tới chỗ đó. Đọc thấy là bài giảng xong rồi. À, lấy ngón tay mở ngoặc, lấy ngón tay đẩy đẩy cái kiến lên. Đẩy cái kiến lên. Rồi cái tới chỗ đó mở ngoặc, khóc, lấy khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt. Có nghĩa là cái bài giảng tới chỗ đó là phải đẩy đẩy cái kiến lên, và tới chỗ đó là phải lấy khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt. Có nghĩa là giống như là diễn viên vậy đó. Nó không có cái cảm xúc thật. Cái cảm xúc thật khi chúng ta truyền đạt đó, nó một cách rất là tự do. Cái người mà họ cái bài giảng mà họ soạn và họ sống với bài giảng đó, tức là họ trải nghiệm rồi, thì anh chị em thấy rằng họ giảng nó một cái gì đó nó thuyết phục, nó sống động lắm, nó gần gũi lắm, và nó có thể khiến cho người ta tan chảy trong cái bài giảng đó, và người ta được sự chữa lành, ngã xuống và được lời Chúa nâng đỡ người đó. Cho nên chúng ta cần phải tránh cái điều này. Viết xuống là viết, viết ra bài giảng. Thậm chí trước đây tôi từng viết ra từng câu từng chữ, và những bài giảng bây giờ vẫn còn đó. Tôi viết từng câu từng chữ, từng câu từng chữ ra. Khi tôi viết xong, tôi in ra giấy và tôi chuẩn bị đi giảng, thì tôi chạy xe chở vợ tôi sao. Tôi nói em đọc giùm lại giùm anh, em coi chỗ nào về câu từ, hoặc là chỗ nào em cảm thấy không hiểu như thế nào đó. Thì vợ tôi bắt đầu đọc. Hình tôi kiểm chứng lại. Và những cái bài giảng đó, mình khi mình đã soạn rồi, nó đã ở trong lòng của mình rồi, thì kể cả anh chị em không có bài giảng, anh chị em vẫn giảng được. Tôi nói như vậy anh em chú ý là cái bài giảng đầu tiên mà tôi giảng trong cho cái lớp học mà để thi á, thì thi là mỗi người làm một bài giảng, photo lại làm nộp cho cái ông thầy bài, còn mình thì là dựng bài giảng. Là tôi đứng lên tôi giảng nhập đề thân bài kết luận này kia, rồi rất là ngon lành lắm. Nhưng mà khi đến giảng xong, thì đang giảng thì cái tờ giấy nó, gió nó thổi cái quạt nó bay ngang, cái gió nó bay một cái là tôi cũng bay luôn. Bao nhiêu cái kiến thức nó bay, bắt đầu tôi lượm lại thì nó tờ giấy nó tại vì 2-3 trang nó đảo lộn hết trơn, cho tôi không biết là nó bắt đầu từ trang nào luôn. Thế chị nói cuối cùng cũng giảng xong thì ông thầy ông nói bài giảng em chuẩn bị tốt quá, nhưng mà tiếc một điều thôi là em lấy cái kết luận đem lên mở bài, mà lấy cái mở bài xuống kết luận. Lấy cái đầu gắn cái đuôi, mà lấy cái đuôi gắn cái đầu. Đó là những cái kỷ niệm rất là vui. Mà đúng tháng sau tôi xóa bài giảng đó, tôi không có nghe lại bài giảng đó nữa. Tại lúc đó là giảng là ghi âm lại, ghi âm để làm kỷ niệm mà. Lớp học của tôi thì cũng có 10 mấy người thôi lúc đó. Thì cái ông giám thị ông mới nói ghi âm chi, vài bữa xóa. Tôi nói dễ gì thầy, đây là kỷ niệm để tới già tới chết luôn. Thầy nói tin tôi đi. Xong đó ghi âm rồi sau cái in ra mỗi người một cái băng cái cassette, đúng không? Về rồi trân trọng rồi kỹ để đó. Tới chừng cái bữa cần cái băng để mà thâu bài giảng của các mục sư, tìm hoài hết băng mới mở ra cái băng này. Ồ, cái băng này còn mới nè. Mở ra cái thấy rằng là để bỏ vô coi có cái gì trong đây không. Bỏ vô thì nghe giảng của cái ai giảng sụp dở dưới ơi. Thì đó là cái giọng của mình không còn nghe ra cái giọng của mình nữa. Chúng ta xem một vài câu kinh thánh liên quan vấn đề này ha. Roma đoạn 10 câu 15.
Là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào, như có chấp rằng bàn chân kẻ trẻ rao chuyện tin lành thật tốt đẹp biết bao. Cái từ rao giảng này là từ đó, từ từ kerusso, tức là công bố ra. Người giảng tin lành cũng được là rao giảng, hay là những người đứng giảng dạy cũng là rao giảng, tức là truyền tin, đưa tin hay là công bố những cái lẽ thật để cho mọi người có thể biết tới. Rồi một từ khác nữa cũng trong tiếng Hy Lạp dùng cái từ rao giảng, chúng ta từng nghe cái từ này nhiều, dùng nhiều, đó là evangelist trong tiếng Anh đó. Thì trong tiếng Hy Lạp là từ evangelize, đó là loan báo tin lành. Thì đây, cái từ này dùng cho cái người truyền giáo nhiều hơn. Cái từ thứ hai đó là từ thì cái này là nói về về truyền giáo. Evangelize, không có chữ N thì evangelize. Thì cái này nó nói thiên về cái truyền giáo hơn, hay là loan báo tin mừng á. Chẳng hạn như khi các gã mục đồng đang mà trăng giữ bầy chiên đó, thì có một thiên sứ xuất hiện đó, đó là cái từ evangelist, là truyền, loan báo tin mừng, truyền giáo hoặc là loan báo tin mừng. Một cái định nghĩa khác của cái từ giảng luận đó là dạng là thuyết giảng. Thì ở đây nó nói về những cái nhà hùng biện. Hoặc là hùng biện. Có những nhà hùng biện về triết lý, nhưng cũng có những nhà hùng biện về tôn giáo. Và cái này nó mang cái tính thúc đẩy người ta. Thúc đẩy người ta. Kể cả như là những người mà marketing, họ cũng dạng này, là hùng biện này. Khi họ nói rằng là cho tôi vài phút, đừng vội tắt máy, cho tôi vài phút. Và khi anh chị em đồng ý cho họ vài phút là anh em đã dính rồi đấy. Thay vì cái cách họ dẫn vô hay lắm, đúng không hả? Đúng không Sang? Đúng không? Họ dẫn vô hay lắm, họ có cái gọi là gì? Cái chiêu. Cái chiêu để dẫn người ta vào. Và nó cảm thấy thu hút vô cùng. Thì cái người cái dùng cái này nói về phổ thông, nó liên quan về cái chuyện kiểu của người ta muốn truyền đạt, người ta mang có hai cái tính tích cực và cũng như mang tính tiêu cực. Thì cũng có những người họ thúc đẩy mang tính tiêu cực, chứ là chúng ta không muốn trả thù người đó, nhưng mà người kia nói hồi là cuối cùng chúng ta muốn trả thù. Cái giận của chúng ta nó tăng lên và chúng ta muốn trả thù. Nhưng mà cũng có những người họ nói và cuối cùng là chúng ta tất cả những cái buồn giận đó nó tan biến đi, thấy không? Thì cái này nó mang tính ở bên ngoài nhiều hơn là dùng trong hội thánh. Hội thánh khi công bố lẽ thật, nó là lẽ thật. Trong khi ở đây khi người ta công bố một cái điều gì đó, chưa hẳn đó là lẽ thật. Nó có thể là sự thật, nó có thể là cái gì đó mà mang một cái mục đích của người ta. Thì trong cái này chúng ta đừng
đừng cố phát triển cái này. Là người giảng luận lời Chúa, chúng ta không cố phát triển cái này. Chúng ta phát triển cái này là chúng ta sẽ bị thất bại rồi. Có những cái chúng ta đưa ra cái thách thức, nhưng mà cái thách thức đó nó phải dẫn đến cái gì kìa. Mà cái gì đó chính là cái chân lý mà chúng ta muốn nói, chứ không phải cái gì đó để rồi dẫn đến cái điều có lợi cho mình. Trong khi các công ty nó đưa ra cái này thì nó lại có lợi cho công ty. Thì như vậy chúng ta phải đưa ra những cái điều này. Nếu dùng cái phương pháp này thì làm sao để đưa người ta đến gặp gỡ Chúa, hay là cái lẽ thật nào đó mà người ta chưa có thấu đáo, người ta chưa có một cái quyết định. Ví dụ Phi-e-rơ, ông giảng luận, khi mà người ta nói rằng là mấy người này là say rượu, ông nói không có say rượu đâu. Giờ này mới giờ thứ ba ban ngày, làm sao có say rượu được? Mà ông dẫn chứng kinh thánh, và tại đó ông đã chia sẻ, và cuối cùng ông dẫn đến cái sự ăn năn và người ta gặp gỡ Chúa. Đó là cái cách dùng cái sự hùng biện. Nhưng mà hãy nhớ là mục đích, mục tiêu của chúng ta phải là Chúa Giê-xu. Rồi cái điều thứ ba la mã đó là cái sự am hiểu. Ba la mã là am hiểu. Khi giảng bắt buộc chúng ta phải am hiểu. Để có thể được điều này thì thứ nhất, cái người mà giảng luận nó bao gồm phải nhận và truyền đạt, hay là nghe và nói đó, nó bao gồm cả hai. Một câu kinh thánh kinh điển mà tôi muốn rằng tất cả chúng ta phải thuộc câu kinh thánh này, đó là Ê-sai 50 câu 4. Câu kinh thánh này chúng ta cần phải thuộc lòng. Chúng ta có thể tóm tắt câu kinh thánh này, nó đơn giản như vậy: muốn thành một người thầy tốt thì chúng ta phải là trò tốt. Chúng ta muốn thành người thầy tốt thì chúng ta phải là trò tốt. Cái câu này muốn nói lên là gì? Chúng ta phải là trở thành một cái người, là người có cái lưỡi được dạy dỗ, chứ không phải là cái lưỡi hay dạy dỗ, mà cái lưỡi được dạy dỗ. Được dạy dỗ trước, nhận trước, rồi mới truyền đạt sau. Bây giờ anh chị em có mặt ở đây, anh chị em nhận cùng với chúng tôi, nhưng anh em trở về nhà, anh em nhận từ lời của Đức Chúa Trời, anh em nhận từ Thánh Linh, anh em nhận từ sự nghiên cứu và Thánh Linh dẫn dắt anh em trong lẽ thật. Cho nên là chúng ta phải là một người trò tốt thì chúng ta mới trở thành một người thầy tốt được. Cho nên muốn được trở thành một người thầy tốt, người giảng dạy tốt, thì chúng ta phải là một học trò tốt. Điều thứ hai trong cái ba la mã này là cần được sự sức dầu. Được sức dầu. Kiến thức là một lẽ, nhưng sức dầu là một lẽ. Người ta định nghĩa cái sự sức dầu này giống như vậy nè. Sự sức dầu nó giống như con cá mà có thể đi bộ. Đó là sự sức dầu. Nó nghĩa là gì? Con cá có giờ con cá đi bộ không? Nhưng mà người ta nói sự sức dầu nó giống như con cá mà đi bộ ấy. Có nghĩa là cái điều mà chúng ta làm đó là không phải là chúng ta nữa. Khả năng của chúng ta là nhiêu đó, nhưng mà sự sức dầu của Chúa sẽ làm chúng ta vượt hơn tất cả những điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Chẳng hạn như đuổi quỷ, bản thân chúng ta có đuổi được con quỷ đó không? Nhưng mà có sự sức dầu là có đuổi quỷ được, phải không ạ? Người ta đang bệnh, bản thân chúng ta không có thể chữa lành cho người ta được, nhưng mà có sự sức dầu người ta được chữa lành. Chúng ta cũng không có khả năng để thuyết một người nào để cho người đó theo Chúa được nếu không có sự dầu và Thánh Linh. Nếu Thánh Linh không có trách thì người ta không bao giờ tin Chúa. Điều thứ ba là truyền đạt bằng tấm lòng yêu thương.
không phải vì lợi ích. Chúa Giêsu giảng cho 5.000 người hay là Chúa Giêsu giảng cho một người, Ngài cũng giảng hết lòng. Chúng ta giảng mà người ta có dâng hiến hay giảng người ta không có dâng hiến cũng vui mừng, bởi vì cớ cái điều chúng ta cần phải nói là nói. Giảng làm sao có lòng yêu thương để làm sao cho người ta được bắt phục và người ta được giải phóng. Giả sử chúng ta đang thuyết trình để giúp đỡ cho hai người họ đang bất hòa với nhau để họ trở lại trong sự hòa thuận, và khi mà họ nắm tay lại, họ tha thứ, họ hòa thuận, thì chúng ta vỡ òa trong sung sướng, vui mừng còn hơn cả chúng ta được vàng được bạc, bởi vì cớ rằng họ đã chữa lành. Truyền đạt bằng tấm lòng yêu thương. Anh em ráng chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ giải lao nha. Bốn La Mã lợi ích của sự truyền đạt. Lợi ích của sự truyền đạt. Bốn La Mã. Tất nhiên nhiều lợi ích, nhưng mà chúng ta nói những lợi ích chính, tức là làm cho lớn lên hay là trưởng thành. Sự truyền đạt, chúng ta muốn gây dựng, chúng ta giảng cho một ai đó, cho dạy giáo lý hay gì đó, thì chúng ta muốn cái người đó được cái gì? Để cho người đó yêu mến Chúa, người đó tăng trưởng lên. Đó là cái ích lợi của sự truyền đạt, đó là làm cho lớn lên. Thứ hai, xã hội phát triển. Đối với chung, xã hội phát triển. Như vậy cái từ xã hội này có thể là gì? Là hội, hội thánh phát triển. Điều thứ ba là tạo ra sự cộng tác. Tạo ra sự cộng tác. Khởi đầu có mình Chúa Giêsu thôi, phải không ạ? Và Ngài bắt đầu đi dọc mấy biển, Ngài bắt đầu Ngài kêu gọi Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, vân vân. Và cuối cùng là sao? Có một cái những người này tham gia và cộng tác, và họ trở thành môn đồ, và từ đó hội thánh được thành lập. Đừng bao giờ sợ rằng không làm được. Nếu Chúa làm được, Chúa nói rằng các ngươi làm được. Chúa Giêsu đi xuống thế gian đâu, Chúa Giêsu đâu có những cái mối quan hệ đâu. Ngài đi dọc mấy biển rồi xong rồi kêu theo ta, cho nên ta đánh lưới người. Và thấy là Phi-rơ đi, Giăng đi, Gia-cơ đi, An-rê đi, đi ngang chỗ sở thậu thuế, thấy Ma-thi-ơ đang ngồi đó, theo ta. Cha mình thấy truyền giáo kiểu đó ngồi nhanh hơn ha. Khi anh em có sự sức dầu, anh em không bao giờ sợ thất bại. Người có sự sức dầu của Chúa, người biết Chúa kêu gọi mình rồi, có sự sức dầu của Chúa, thì đều có thể bắt đầu một sự việc, một cái nơi chốn hoàn toàn mới, vẫn có kết quả. Khi mà Chúa gọi tôi để mà thành lập hội thánh và trường kinh thánh, thì tôi đơn thuần là cầu nguyện Chúa xong, tôi mời ông mục sư lãnh đạo ra, tôi nói là thưa thầy, bây giờ Chúa đã kêu gọi em như vậy, vậy tôi trình bày khải tượng nha, chứ không, tôi không có trình bày cái tưởng tượng nha, cái khải tượng rõ ràng ra, tôi nói ra như vậy, và xin phép thầy cho em bước trong khải tượng, xin phép đàng hoàng. Rồi cảm ơn Chúa là ông đồng ý, ông tôi đi. Và tôi khi sau đó tôi về, và chúng ta bắt đầu từ cái nhỏ nhất là gia đình của tôi, vợ tôi. Và có những người mà những cái hạt giống đầu tiên mà chúng tôi kết quả cho đến bây giờ vẫn còn ở trong hội thánh, và những cái nơi đó bây giờ trở thành những nơi hội thánh nhóm lại. Đừng có sợ thất bại. Nếu có Chúa đồng hành, không bao giờ thất bại. Có thể người ta giành lấy cái giếng này, anh chị em vẫn có thể đào cái giếng khác. Đừng lo. Nếu cái giếng đó mà Chúa cho chúng ta phải đổ công, đổ sức, đổ tiền, đổ bạc để chúng ta phải đầu tư cái giếng đó, mà người ta giành lấy, thì cứ cho người ta giành. Tại vì trước sau cái công trạng nó cũng về chúng ta. Trong một cái dây chuyền sản xuất, nếu anh chị em gắp cái bầu áo,
Người kia gắp cái tay áo mà người ta không chịu gắp tay áo, thích quá bỏ áo quá, gắp giùm anh chị em. Thì cuối cùng là sao? Sáng là cái công việc của anh em được sớm hơn, nhanh hơn và anh em được thưởng. Còn người kia sẽ không được thưởng. Mặc dù người kia vẫn làm bao áo nhiều, nhưng mà ông chủ cũng kêu gọi người kia là ở đó đó làm cái tay áo. Người ta nói không, con thích làm bao áo vui hơn. Thì cái cứ làm bao áo. Cho nên ai tranh giành gì tôi không quan tâm. Thực sự. Thậm chí có người vào trong hội thánh này ở đây rồi tôi mời đến, nhiều khi tôi mời đến giảng xong rồi xin số điện thoại của người này người kia, rồi tôi nhìn tôi thấy tôi nói làm cái trò trẻ con. Nếu mà tôi mời đến là chỉ biết tôi thôi, không được phép xin phép xung xin số điện thoại của nhân sự của tôi, đúng không? Thì đó mới người đàng hoàng đi lại xin số điện thoại, kêu đệ tử con lấy số điện thoại nháy nữa. Tôi cười, tôi nói ai muốn đi cứ đi, tôi cho đi luôn. Nếu vì cớ người đó mà muốn đi qua nó theo cái người kia cứ đi, rồi có đồng họ cũng đi, họ đi thời gian họ quay trở lại. Nên là không cần phải tranh giành, hội thánh là hội thánh của Chúa, nó không tranh giành. Mà nếu cái người gặt, có hai cái vấn đề, một á là không gieo thì sao ạ? Không gặt, rồi gieo ít gặt ít, nhiều không gieo mà gặt nhiều là gì? Trộm. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Có người có chỗ là các ngươi đến gặt cái chỗ các ngươi không gieo. Là tại vì có những người gieo trước rồi, gieo trước mà họ không có gặt. Cho nên chúng ta đến là chúng ta thông qua lời, cái đó không phải là trộm. Nhưng mà người ta đang là nơi mà có chủ. À, chẳng hạn như tôi qua nhà của anh em có vợ, có con, qua nhà anh em mà tôi gặp vợ anh em, tôi nói sao anh nhìn thấy em tuyền tụy dữ vậy? Ồ chắc em cực khổ lắm ha. Ồ chắc là chồng em không quan tâm chăm sóc em phải không? Thôi được rồi, để anh chăm sóc thế cho. Cái đó là gì? Cái đó là dễ ăn đàn phải không? Chúng ta nói thêm về cái sự truyền đạt một chút là sự truyền đạt đôi khi nó không phải nhất thiết chỉ bằng lời nói. Có những truyền loại truyền đạt nó bằng ánh mắt. Chúng ta nhớ rằng Chúa đã từng báo Phi-e-rơ là trước khi gà gái ngươi sẽ chối ta ba lần. Người đó là ai chối nghe thầy chứ dứt khoát là con không. Sau đó thì Chúa bị bắt và Phi-e-rơ đã chối Chúa. Thì khi Phi-e-rơ chối lần thứ ba, Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Chúa nói. Và chúng ta tưởng tượng trong cái phim mà phim đề Chúa Giêsu rất là hay, là khi Phi-e-rơ vừa chối xong thì nhớ lại là Chúa nói với mình, thì ông mắt ông vừa quay lại với Chúa thì mắt của Chúa đang bị bắt đi đó, thì Chúa cũng quay lại, Chúa nhìn cái ánh mắt. Tôi nói chị em, nó còn hơn cả bao nhiêu cái lời nói nữa phải không? Cái ánh mắt đó nó thấu tim gan của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ trở ra và ăn năn một cách đắng cay. Cho nên có những cái sự truyền đạt nó không phải nhất thiết là bằng lời nói. Con cái của chúng ta cũng vậy, còn nhỏ đó chúng ta dạy từng chút một. Nhưng khi nó lớn rồi, ta không cần phải dạy bằng từng lời nói một chút một nữa, chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu rồi. Cho nên cái sự truyền đạt nó đa dạng, nó phong phú, kể cả bao gồm lời nói, cử chỉ, hành động, ánh mắt, hay là tạo ra một cái âm thanh nào đó, nó cũng là một dạng truyền đạt. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ cũng là một cái loại truyền đạt thông tin. Cho nên nó đa dạng hóa. Ngày hôm nay chúng ta có tin nhắn, chúng ta có lên Facebook này kia đồ thứ. Nhưng tôi nói cho em, có nhiều người vậy nè, khi mà gặp một sự kiện gì đó hay là một cái gì đó bực mình ở trong người, thường á, cái người mà hay lên Facebook và nói xiên nói sỏ là người đó chưa trưởng thành. Người trưởng thành không bao giờ làm như vậy. Đủ mạnh mẽ, nếu giận ai đó, gặp người đó, nếu bất hòa gì đó, gặp người đó nói, chứ không nói xiên nói sỏ, rồi thậm chí là mượn gió bẻ măng, rồi mượn kinh thánh bắn. Ai chơi gươm thì có ngày chết vì gươm thì thôi. Chúng ta qua phần cuối, đó là các thành phần của quy trình truyền thông. Thành phần
của quy trình truyền thông. Thứ nhất, người truyền đạt. Giả sử em chuẩn bị hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ học nhưng mà chờ hoài không thấy thầy giáo, có nghĩa là không có người truyền đạt. Không có người truyền đạt thì những cái điều của chúng ta nó bị giới hạn hết, phải không ạ? Dù cho chúng ta chuẩn bị rất tốt nhưng mà không có người truyền đạt thì sẽ không nhận được gì cả. Thứ hai là sự mã hóa. Thứ hai là mã hóa. Khi chúng ta nhận cái thông tin tin nhắn mà chúng ta đến cái điện thoại của chúng ta đó, là anh chị em biết nó có một cái quá trình mã hóa. Trong thuật toán thì nó có 0101 01 01, và như vậy đó, nó tùy theo cái kết cấu để rồi từ cái này nó ra cái chữ nào đó, nó gọi là mã hóa. Để cái người cuối, cái đầu cuối họ nhận được cái thông tin một cách chính xác. Thì cái người truyền thông, cái mã hóa của người truyền thông, thật ra giữa mình, trong sự truyền thông này tôi với anh em đâu có mã hóa gì đâu. Cái mã hóa này còn có nghĩa là tôi sắp xếp lại cái trật tự của nó. Trật tự. Hoặc là thứ tự. Ví dụ như, thí dụ nó nói về cái sự ăn năn, thì chúng ta vẫn còn sắp xếp cái thứ tự nó. Ăn năn có nghĩa là gì, phải không ạ? Rồi nghĩa của ăn năn là gì, nghĩa từ, đối tượng. Rồi ăn năn những gì? Vân vân. Và cuối cùng là gì? Kết quả. Đó là mã hóa hay là sắp xếp lại cái thứ tự. Một chút chúng ta sẽ đi vào, xin lỗi, ngày mai ngày mốt chúng ta sẽ đi vào cái này nha. Không cần, em cần ghi này đâu. Nhưng mà ý là tôi mới dẫn chứng là cái mã hóa là như vậy. Thứ ba là giải mã. Khi mã hóa, anh em có thể đưa ra những cái dữ liệu liên quan. Trong dữ liệu liên quan này có thể là giải thích từ khó. Trong Thánh có nhiều cái từ khó lắm, nhiều cái từ mà chúng ta không thể nào hiểu được. Chúng ta đưa một loạt những cái dữ liệu, những cái từ khó hoặc là lập luận hoặc là câu hỏi. Tôi ví dụ như ở trong Giăng đoạn 9, khi Chúa Giêsu cùng các môn đồ đi ngang qua, thấy có một người bị mù từ thuở mới sanh, thì lập tức các môn đồ hỏi: Thưa Chúa, thưa Thầy, có phải là người này mù là vì do người này, tội người này, hay là tội của cha mẹ? Chúa Giêsu phủ nhận: không phải tội của người này, cũng không phải tội cha mẹ, nhưng mà đó là việc của Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cho người này. Là chúng ta thấy rắc rối rồi chưa ạ? Vậy thì cái người mù này bị mù là vì lý do gì? Tội của người này? Ủa, con nít mới sanh ra biết gì mà tội? Hay là do kiếp trước hả? Đâu có vụ kiếp trước, phải không ạ? Rồi có phải tội của tổ phụ không? Chúa quả phủ nhận: không phải tội của tổ phụ. Vậy thì đây là việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra, vậy là do Đức Chúa Trời làm cho mù, phải không? Đó, đó là những cái câu hỏi chúng ta đưa ra. Những câu hỏi đó nó liên quan đến cái phần kinh thánh mà chúng ta muốn giải đáp. Và chúng ta phải xử lý nó đến cái phần giải mã, là chúng ta phải xử lý nó. Càng khó chừng nào thì giải mã càng hấp dẫn chừng nấy.
đúng không ạ? Chứ còn đơn thuần sẽ có những cái bài giảng anh chị em sẽ thấy, tôi cho anh chị em soạn, anh chị em nhắm mắt lại soạn trong vòng 3 phút là xong. Nhưng mà cũng có những bài giảng tôi đưa ra anh chị em soạn 3 ngày chưa xong. Và chúng ta cảm thấy nản, sao giờ khó quá này kia, sao? Bắt đầu anh em tìm kiếm, hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia, hỏi chị Google, phải không ạ? À, cho nên chúng ta thấy giữa cái chỗ mã hóa và giải mã này, cái chỗ này nó sẽ lý thú hay không là chỗ này nè, hấp dẫn hay không chỗ này nè. Chúng ta thấy là đa phần phim là nó kết thúc là khi nào ạ? Cái chỗ gây cấn, đúng không ạ? Cái chỗ gây cấn, tự nhiên tới đó rồi sao chưa có câu giải đáp, nhưng mà dừng lại mà khiến chúng ta cảm thấy bây giờ mình mong bắt đầu tìm. Tôi nhớ ngày xưa mỗi một cái bộ phim nó ra đó, ra mấy tập xong cái đầu cái sau đó cái nó hết à, khi coi hết xong bắt đầu đi tìm đủ kiểu hết trơn, thuê chỗ này thuê giá cao nữa để coi được cho cái bộ phim đó. Nên cái mã hóa, giữa cái mã hóa và cái giải mã này nó rất là hấp dẫn nha. Thì chỗ này á nó đòi hỏi cái kỹ năng của chúng ta cho giải mã này. Tối hôm qua vợ chồng chúng tôi coi một cái trí tuệ Việt Nam á, siêu trí tuệ Việt Nam á, thì họ đưa ra những 8 cái bức tranh, mà mỗi bức tranh là dãy số ngang và dãy số dọc này, và xong cuối cùng trong dãy số ngang sẽ dọc này và đưa ra một cái đáp án ở trong đó là một con số. Hai người một nam một nữ, cái cô kia cô giải thì cô viết ra, cô ghi ra, còn cái anh chàng này anh vừa lật cái bài ra, cái anh lấy cái tay anh phát cái anh ghi một số, tức là anh gì giải trong đầu à, anh không có nhìn, ông nó ghi ra đây, anh nói ra anh ghi số ra là anh chàng này mới có 5 phút là xong hết 8 cái bản mã hóa đó, còn cô kia là hơn 10 phút mới xong cái bản mã, và kết thúc là cô kia đúng, cô kia này anh này chỉ sai có anh này sai là cái, thay vì là số 6 thì anh này là số 8, sai một đơn vị thôi. Thì trong cái vấn đề cái mã hóa đó, cái giải mã và mã hóa này, thì nó hay hay không, nó hấp dẫn hay không là do cái người diễn giả, họ sẽ làm cho nó trở nên hấp dẫn kích tính. Chúa cho chúng ta có cái khả năng hùng biện, mà chúng ta có khả năng hay có những ta lần. Điều thứ tư đó nói về ý tưởng. Chúng ta có thể nhận và chuyển giao, không sao cả. Ngày xưa đó người ta nói rằng là cái bài giảng này của tôi, cái ông kia ông ăn cắp. Bây giờ tôi xin hỏi, bài giảng nào của mình? Có bài giảng nào của mình không? Nếu Thánh Linh không sức dầu, có bài giảng nào của mình không? Mà nếu bài giảng nào dở người ta ăn cắp, hay bài giảng hay người ta ăn cắp à? Hay chứ, phải không ạ? Tại sao dùng cái từ ăn cắp không đúng? Thật ra mình được từ Chúa, Chúa dùng mình cái ống để, cho nên khi đăng lên trên đó rồi thì ai học được thì cứ tiếp tục mà nhân lời của Chúa ra. Và càng nhân lời của Chúa ra, có nhiều người sợ rằng nếu mà bài giảng của tôi mà nhân ra hết rồi thì lấy cái gì nữa tôi giảng nữa. Hồi đó học cái lớp học tôi thì có cái em này, em nói, ông hỏi ông mục sư, thưa mục sư, nếu giả sử như mà em giảng hết cuốn kinh thánh này rồi, em lấy cái gì em giảng? Rồi cái em này đưa ra, nói vậy thì mình có thể giảng cái câu kinh thánh như là trong Gióp đoạn 21 câu 1 không? Là Gióp đáp rằng có nhiêu đó mình giảng thành bài giảng được không? Ông mục sư ông nói được luôn, em muốn giảng Gióp đáp rằng tôi sẽ chọn bài giảng Gióp đáp rằng cho em. Tức là chưa giảng mà đã nói là nếu mà tôi giảng thì giảng hết tất cả những bài giảng này rồi, trong kinh thánh rồi, còn gì để giảng không? Tôi nói thật với anh chị em từ ngàn xưa cho đến bây giờ chưa một ai mà nói là tôi giảng hết của kinh thánh này rồi. Chưa hết là đã xuống lỗ rồi. Cho nên cái chuyện mà ý tưởng nhận và chuyển giao là được phép. Thì anh chị em sẽ không học thêm gì mới và không sửa lại những cái chỗ sai, chỗ khuyết của mình. Giảng đứng trước một đám giảng thuyết, thuyết trình không phải là thuyết trình có Chúa, không phải là cho dân Chúa,
gọi là thuyết trình ở ngoài đó. Tôi có quyền tôi làm tất cứ mọi thứ, tôi có quyền bỏ tay vô túi, thấy không ạ? Tôi có quyền mặc quần sọt tôi giảng cũng được, tôi mặc áo thun ba lỗ tôi giảng cũng được nữa. Vấn đề chỗ là người ta có chịu nghe hay không. Có những người họ quá giỏi đến mức độ họ nói cái gì người ta cũng nghe hết. Để có thể ăn với cái ông gì tỷ phú của người Mỹ, thì cái anh chàng này phải bỏ ra là 15 triệu đô la để ăn một bữa ăn với ông tỷ phú này. Bữa ăn có 1 tiếng đồng hồ. Anh này quyết định là trả ra 15 triệu đô la. Anh này chỉ biết 1 triệu đô la là 23 tỷ. 15 triệu đô la để ăn một bữa ăn với cái ông tỷ phú này, để nói chuyện với ổng và nghe ổng thuyết trình trong vòng có 1 tiếng đồng hồ. Mà anh này dám trả. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta học được hay là nhận được cái ý kiến phản hồi đó, nó rất là có giá trị. Bởi vì khi anh em học được nhận, chấp nhận những cái ý kiến phản hồi đó, thì anh em mới sửa được những cái lỗi của anh em. Còn cái người mà tự ái đó, là khi người khác góp ý bắt đầu im ha, ghim ha, hãy đợi đây, có cơ hội là tôi sẽ sổ ra cho biết. Có lần tôi cũng mời một anh đến giảng, tôi thì tôi vắng ở đó, bữa đó giảng xong thì tôi mới hỏi những người khác có mặt ở đó. Thường á là anh em muốn hỏi ý kiến phản hồi thì anh em phải hỏi cái người trưởng thành, cái người phải giỏi, chứ mà hỏi cái người mà mới tín đồ mới á, họ biết cái gì họ phản hồi, họ thấy mới cái gì cũng hay hết trơn á. Thì anh em phản hồi rất tốt. Tôi nói ồ cảm ơn Chúa. Rồi tôi bắt đầu mời lần thứ hai. Lần đó tôi là người ngồi nghe giảng luôn. Tôi mời anh đến giảng và tôi ngồi tôi nghe. Nghe xong thì thường thường là tôi nghe anh em giảng, dù cho anh em giảng mới hay là cũ mà giảng, mà tôi nghe có lẽ thật của Chúa, tôi amen, tôi khí thế lắm. Amen cũng làm khích lệ cho cái người giảng nữa. Không phải là mình muốn amen là amen, nhưng mà cái lời đó nó nói ra nó có cái ý nghĩa thì mình amen. Giảng xong anh cũng tâm đắc và đi ra. Anh sao em, bữa nay thì thấy anh giảng sao? Nói cảm ơn Chúa anh giảng tốt. Anh mà giảng không tốt thì ai giảng tốt đây? Và đó cũng là lần cuối cùng. Nó có một cái gì đó nó kiêu ngạo ở trong đó. Và cho đến bây giờ người này không còn giảng nữa, không còn người mời giảng nữa. Họ giảng tốt, anh này giảng tốt thiệt, nhưng mà cách nói, thí dụ như cảm ơn Chúa, cảm ơn em, tại vì anh cũng lớn tuổi hơn tôi nhiều, cảm ơn em nói vậy anh cũng được khích lệ. Hoặc là có cái chỗ nào mà cần phải điều chỉnh gì không? Mà như tôi là người hầu vị Chúa trước anh, tôi hầu vị Chúa trước anh lâu, anh chưa có hội thánh nhưng mà tôi đã có hội thánh nhiều. Và khi mà hỏi anh giảng không tốt thì ai giảng tốt nữa? Và thế là thôi, không kết thúc chuyển giao. Rồi, cho nên là những cái điều phản hồi, anh chị em đừng lo. Cái người khen cũng được cảm ơn Chúa, khen anh em phải cảm ơn Chúa. Người ta lại góp ý cũng cảm ơn Chúa luôn. Sao hết, cảm ơn anh, là cảm ơn rất nhiều vì anh góp ý này để tôi có thể tôi rút tỉa lại kinh nghiệm trong những ngày tới, tôi sẽ sửa chữa lại như thế nào. Nhưng chưa hẳn tất cả mọi sự góp ý đều là đúng. Không phải tất cả mọi sự góp ý đúng. Nếu ta góp ý mà chúng ta so với Kinh Thánh mà nó góp ý đó không đúng với Kinh Thánh, thì cái việc góp ý vẫn nhận lời góp ý, nhưng mà việc mà chúng ta rao giảng cái lẽ thật đó, chúng ta vẫn tiếp tục rao giảng. Rồi, điều cuối cùng. Tiếng ồn có ảnh hưởng cái tiến trình truyền đạt không? Rất ảnh hưởng. Thí dụ như tiếng chuông điện thoại nè, tiếng trẻ con nè. Nhiều khi mình đang giảng như vậy, tự nhiên trẻ con nó cầm gì nó phải chơi gì, nó tạo ra tiếng ồn.
Còn ngày hôm nay nhiều khi cha mẹ muốn cho con là nó yên lặng đó, cho nên là khi vô nhóm bắt đầu thảy cho nó cái iPad, thảy cho nó cái điện thoại, bắt đầu nó ngồi nó mở, nó biết cách mở rồi, nó mở lớn mở nhỏ này kia này. Là cái tiếng ồn nó dạ làm chúng ta bị chi phối rất nhiều luôn. Chúng ta chi phối, nhưng cái người tạo tiếng ồn đó, người xung quanh đó cũng bị chi phối. Bởi khi trong lúc đang giảng như vậy, anh chị đang giảng, nhưng có một ai đó tự nhiên đứng lên làm cái gì đó, thì tự nhiên mắt chúng ta tập chú về đó hết. Chúng ta quên, không tập chú vào bài giảng nữa. Chúng ta đổ dồn về cái chỗ mà không cần thiết ở kia. Và nó làm cho cái quy trình truyền đạt chúng ta bị gián đoạn. Thường là khi mà tôi đang giảng, thì trong hội thánh nếu có cái tiếng ồn hoặc là tiếng chuông điện thoại này kia đó, là tôi dừng lại. Tôi dừng lại, thậm chí tôi cho người đó nói chuyện xong đi. Người đó nói chuyện xong và tôi có thể góp ý là nếu có điện thoại nữa anh em có thể bước ra ngoài, hoặc là anh em chuyển sang chế độ rung, đừng tạo ra tiếng ồn nó bị ảnh hưởng cái dòng chảy. Và đây là cái điều mà chúng ta bị nhiều lắm. Khi anh chị em sau này anh em đi ra hầu Chúa rồi, những cái điểm nhóm ít hay nhiều ấy, chúng ta bị chi phối rất nhiều. Đó là những cái điều mà chúng ta cần chia sẻ. Trong lúc đó Chúa muốn nói cái điều đó, nhưng mà cái tiếng ồn nó đến cái nó bị khựng lại. Rồi đôi khi chúng ta mất luôn cả cái ý tưởng, chúng ta không thể truyền đạt được nữa. Tiếng ồn sẽ làm cho chúng ta sao lãng cả thuộc thể, rồi tâm trí, rồi tâm lý nữa. Thuộc thể, tâm trí, rồi tâm lý. Đôi khi tiếng ồn nó phát xuất từ bên ngoài, hoặc là cái sự sao lãng nó phát xuất từ bên ngoài, nhưng mà đôi khi sự sao lãng lại phát xuất từ chúng ta. Thường chúng ta bị lệ thuộc vào trong cái bài giảng đó, chúng ta viết từng lời đó, bắt đầu chúng ta phải chú ý vào đọc từng lời, từng chữ, từng lời, từng chữ, thì nó cũng tạo nên một cái tiếng rè rè è è đều như vậy, và trở nên người ta cảm thấy người ta nhàm chán và ta sao lãng. Cho nên trong cái sự giảng dạy nó có những cái bị điểm nhấn, nhưng mà nhấn quá lớn cái chúng ta cũng cảm thấy giật mình rồi hết chịu. Thảnh luôn đúng không? Tôi thấy có những người vậy đó, thì đang giảng rồi nha, cái là một cái tiếng lọ ồn quá lớn, nó nổi lần là dừng bắt lên luôn, mà mặc dù mình đang tập trung, mình đang nghe. Thật ra không cần thiết phải tạo tiếng ồn quá lớn như vậy. Có những người thì lạm dụng vào cái từ ngữ amen. Người giảng lạm dụng từ ngữ amen quá nhiều. Đúng mà chị em, cảm ơn Chúa, bữa nay tôi để đến đây để cùng thờ Chúa với Hội Thánh, amen. Ủa cái gì amen? Tự nhiên tôi đến thờ Chúa Hội Thánh cái amen, không có gì có để amen. Rồi cảm ơn Chúa hồi nãy đi, tự nhiên có người chạy xẹt ngang cái đầu, tôi thắng lại kịp, amen. Rồi tôi đi, tự nhiên tôi chạy đi, xe tôi hết xăng, cái tôi nhìn lên tôi thấy có một cái trạm xăng kế bên, amen. Nó không có liên quan cái gì amen hết trơn á. Nhưng mà thí dụ như mình đã giảng lời Chúa, lời của Chúa hứa với chúng ta, nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời thì sẽ ăn được sẵn và tốt nhất của đất, amen. Trời ơi, amen như vậy là nó đúng vào trong cái nhịp, phải không, và cái thuyết phục, và chính cái người nghe họ cũng được gọi là xác quyết cái đức tin. Và tôi thấy có lần kia cái ông giảng, ông cái việc amen amen, tôi ngồi hồi, lúc đầu tôi nghe giảng hồi cái ngồi tôi đếm. Tôi đếm hồi hết là quán tay rồi, bên đây hết rồi. Tôi thấy amen xuống, amen liên tục, amen đến mức độ là amen không có cái gì cũng amen. Họ bị lạm dụng từ amen. Rồi có những cái sáu ngữ. Phải không à? Phải không à? Ủa sao phải mà mình đang truyền đạt lẽ thật mà. Thỉnh thoảng có thể dùng được. Còn có cái ông mục sư kia, ông giảng. Ông giảng thì dài lắm, ông giảng luôn luôn là trên một tiếng, khoảng tiếng, năm tiếng mà 20 phút. Thì ông giảng cái vì vậy cho nên hồi cái đầu nghe hồi cái tự nhiên vì vậy cho nên hồi cái tôi đếm, vì vậy cho nên tôi cũng đếm nữa. Và cuối cùng là vậy, chính ổng làm cho tôi sao lãng luôn. Tôi không nhận được cái gì từ từ cái bài giảng đó, tôi chỉ nhớ được cái vì vậy cho nên thôi.
Cho nên cái sự sao lãng đôi khi chính người khác, nhưng sự sao lãng đôi khi cũng chính mình nữa. Mình tạo ra cái sự sao lãng đó. À, xin Chúa giúp đỡ để chúng ta được thay đổi ha. Rồi khi cái hệ thống âm thanh anh chị em, âm thanh vừa đủ. À, âm thanh vừa đủ. Nhiều khi tôi cũng dặn anh em là làm sao cái mic của tôi đó nó vừa thôi, đừng có quá lớn. Lớn nhiều khi mình nói tiếng lớn một chút thì bắt đầu nó át đi. Nhưng mà nó vừa đủ để cho tất cả mọi người đều có thể nghe và tiếp nhận được lời Chúa. Đó. Còn nếu giả sử anh chị em đang có con nhỏ mà chúng ta muốn cho con ngồi trong phòng nhóm, nếu con nó khóc mà chúng ta dỗ được thì nên dỗ liền, nhưng đừng cho con bú trong giờ nhóm nha. Tại vì xin lỗi, có nhiều nơi đã như vậy rồi. Nhiều khi con khóc cái đầu muốn nghe giảng quá, cho con bú luôn. Và ông mục sư đứng trên xuống nhìn xuống ông hết giảng luôn. Thật ra thì cái tình yêu của mẹ dành cho con thì cái đó là quá thiêng liêng rồi. Chẳng ai muốn mà chi phối đâu, nhưng mà bị chi phối thiệt. À. Rồi thôi mình tạm dừng đây. Chi phối quá rồi.